Hello, Huyền. How are you? I'm okay. Hi. All right. We start with the top. Can I make you some gin and tonic with the passion fruit? Yeah, sure. Yeah. Can I chân dây phải không? Yeah. Mm. Did you try to lose weight or something? I don't know. You're on camera. Oh, no. Why? Hmm? I have a YouTube channel. No, I just, you know, it's a lot of people making YouTube channels, so I have to make one. Thank you for coming. Hoa với Huyền. GoPro mới hả? Yeah, GoPro Hero 7. Wow. Lunch or dinner? Lunch or dinner? Thắng đang làm gin and tonic. Gin and tonic. Passion yeah. fruit. Passion one fruit. For okay. You, one for this fellow. That was good. Đây là nhà Joel. Joel, hôm nay là mời các bạn đến having dinner. Nhiều người. Lễ Halloween. Yeah. Wow, chicken wings. Trước thấy khu làm nuôi đẹp quá. Ôi trời, trông rất là men. Có cuốn hả Huyền? Dạ, này gà, làm gà với tôm. Xong đó có cái avocado, cái chuyện mới bây giờ. Tại vì nhà không ăn thịt heo. À, ok, đúng rồi đấy. Oh yeah. Okay. I'm on camera. Yeah, you're on camera. You're a pre-assigned. So you put it on your helmet or what do you do? You can wear it on your chest. So what do you do? Me? I just hang on my bike. The front. Put on the handlebar, yeah. I see. And wide angle. So try to. How much is that? It's $300. Yeah, yeah. Not bad. Video is so small. Yeah, but this is 4K. Or the quality is pretty good. 4K, yeah. So how many hours can it do? The only complaint I have is the battery is too short. GoPro turn off. They keep trying to push the. Ủa bữa nay chắc, đồ ăn nhiều quá. Chắc lên. Chắc lên ha. Chú thấy không? Chú làm cái gì đó? Chú khôn. Thoại bông ngoài trước đi. You have to face your husband. Man, this is like at the restaurant. With a lot of fine art. Guys over here. Guys on that side. Anh có cái mấy ông ta ngồi chung với nhau anh này.
It doesn't matter. Where you sit, I sit next in front. Okay, I sit next to Thắng. Okay, Thắng, Thắng. Thắng sit, Thắng sit. Trời ơi, khổ quá. Chicken. Yeah. I know. All right, congratulations. Wait. All right, now we're serving soup. Yeah, này thạc đây. Đây là tom yum. Tom yum soup. Tom yum gum. Tom yum gum. Yeah. I think that's what it's called. Spicy, but tastes good. Okay, I still have plenty down here. If anybody wants second. Oh yeah. Cái đó là cái này là cái gì? Xả đó. Xả hả? Xả xong mà xong thấy cái bự bự phía sau cái này, cái lá mà trước thôi. Cái đó là lá đó. Ờ ok, I see. Dạ dạ dạ. Lá. Rồi cái này là cái đầu xả đó. Ừ. Đó là chùa eo trồng đó. Ông mà xả trồng ngoài sau vườn á hả? Oh man, that's organic stuff. Yeah. Organic, rồi hi xay đồ nữa. Ở nhà có hi cũng xay xay xả nữa. Okay, let's go. How's the food? It's good. Yeah, okay. Thank you. Lucky plant ở bên Arizona, trên này lớn. Đây cái súp này á là xả xả mà ở nhà anh hậu trồng. Yeah, this year is growing well. Homegrown xả. That is rice. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm để ăn với cá. Okay. Wow. All right. Anh chưa trồng cái tiền hoa chứ chạy được cái bông hoa này. Oh yeah, yeah, yeah. I have to try a little of everything. We'll pass. Okay, we pass now. This is a mango sticky rice. Mango sticky rice. Oh, pumpkin. Pumpkin, pumpkin bread. Sai không? Ăn vô có bị sai không? Thôi không, cái này làm không có bị. No, no. Yeah, ông như là chứ làm rum cake hả? Cái rum cake này pumpkin. Ủa? Uống rượu hả? Em uống không hả? Well, subscribe to my channel. You see a lot of stuff. So search for Thạc Train. Okay. Train YouTube and then subscribe. Right now. Mr. Thạc, to be honest, I don't subscribe to any channel on YouTube. Oh, I subscribe. I have over 100 channels subscribed really? In YouTube. Anh yeah. Thạc á, là. Tại vì đi ở dưới đó thì có sinh hoạt đảng. Họ biết. Cái này thâu lên là để lên YouTube mình không cho anh Thoại về Việt Nam. Dễ rồi. Chừng đó là dính líu tùm lum á. Nhìn hiện lại coi chứ dính líu tùm lum á. Bà mà giấu bà nói là chị phải lên trên này chị đi lẻ là chị phải giấu mình. Có hiện ổng được nhưng mà đừng muốn nói cái chuyện mà muốn nói chuyện. Bà qua chơi bà kể chuyện đó. Bà biết là trong nội bộ đảng á là có những ông sĩ quan cao cấp kể cả đại tá công an cũng bỏ đảng đi theo đảng. Nhưng mà họ phải giấu. Không dám đâu dạ, không dám công khai. Yeah. Because they're quote unquote overcharging. Oh, they overcharging. Now, that said, so here's the question. If I have a dialysis company and my expense is $100 and so I charge $115, I make 15%. Right? She has a dialysis company, she provides the same service, she charged. Her expense is $50. She charges she charges $100, which is less than my $115. But now she makes makes 100% because her cost is a lot lower. Go to Google. That means she probably is providing lab secure. Because she can't make that. Pay her staff and her supply. You're assuming that less cost is worse. So what?